Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong bài 1. Hôm nay chúng ta bước vào phần ôn tập review. In this lesson, you will review home, family members and housework, towns, cities and villages. Như vậy trong phần bài ôn này, chúng ta sẽ ôn về nhà của chúng ta, về các thành viên trong gia đình và về các công việc nhà, về những thị trấn, thành phố và những ngôi làng. The first part, listening. Đấy, trong phần listening, chúng ta sẽ nghe Jack nói chuyện với một người bạn về gia đình của cậu ấy. Chúng ta nghe để biết những thành viên trong gia đình của cậu ấy làm công việc nhà gì. Trong quá trình nghe, chúng ta sẽ gán những chữ cái theo tương ứng với những công việc nhà mà các thành viên trong gia đình của cậu ấy làm. Rồi, chúng ta nghe trước ha. Chúng ta sẽ được nghe hai lần. Now listen to the CD, please. Unit 1. Review. Track 63. Listening. You will hear Jack talking to a friend about his family. What housework do Jack's family members do? For each question, write a letter A to H next to each person. You will hear the conversation twice. Who do you live with, Jack? I live with my father, mother, brother, sister, and uncle. You have a big family. Do you all help with housework? Yes, we do. Really? What does your uncle do? He makes dinner. He's a great cook. Cool. How about your mother? Does she cook? No, she doesn't. She does the laundry. I see. How about your father? Well, he does the shopping. He helps my sister with housework too. She's only 5. She does housework? Yeah, she cleans the kitchen. Wow. What about your brother? What housework does he do? He does the dishes. How about you? I make breakfast. I like cooking. Now, listen again. Now listen again, please. Unit 1. Review. Track 63. Listening. You will hear Jack talking to a friend about his family. What housework do Jack's family members do? For each question, write a letter A to H next to each person. You will hear the conversation twice. Who do you live with, Jack? I live with my father, mother, brother, sister, and uncle. You have a big family. Do you all help with housework? Yes, we do. Really? What does your uncle do? He makes dinner. He's a great cook. Cool. How about your mother? Does she cook? No, she doesn't. She does the laundry. I see. How about your father? Well, he does the shopping. He helps my sister with housework too. She's only 5. She does housework? Yeah, she cleans the kitchen. Wow. What about your brother? What housework does he do? He does the dishes. How about you? I make breakfast. I like cooking. Now, listen again. Okay, we finish with listening, and then the first number 0 is then his uncle makes dinner. How about his mother? So the first you choose A. His mother does the laundry. Continue about his father. His father you choose with F. His father does the shopping. Continues, you move to his sister. His sister cleans the kitchen. And then his brother does the dishes. Continue the last person, Jack. He makes breakfast. Now finish with the first part. We move to the next. Now session reading. Read about the three places. Choose the correct answer A, B or C. Như vậy trong phần này chúng ta sẽ đọc thông tin về ba cái nơi A, B và C và chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng tương ứng với từng câu hỏi. Ok, let's begin. Beautiful places in the world. Những nơi đẹp ở trên thế giới. A, Lanaijing is a city in the south of China. About 1.2 million people live there. It has many small canals and stone bridges.
Many people visit Lantern to see the dancing and singing show on the Shade Dragon Snow Mountain. Như vậy là gì đây? Cái Lantern là một cái thành phố ở miền nam của Trung Quốc. Khoảng 1,2 triệu người sống ở đó. It has many small canals and stone bridges. Nó có rất là nhiều những cái kênh nhỏ và những cái cầu đá. Nhiều người đến Time Lantern để xem những cái buổi biểu diễn, nhảy múa và ca hát ở ngọn núi tuyết Ngọc Long. Section B. Austin is a city in the south of the USA. Austin là một thành phố ở miền nam của nước Mỹ. About 950,000 people live there. Khoảng 950,000 người sống ở đó. There are lots of beautiful parks in Austin. Có rất là nhiều những công viên đẹp ở Austin. People enjoy walking or cycling in the parks or along the river. Mọi người rất là thích đi bộ hoặc là đi xe đạp trong công viên hoặc là dọc theo những con sông. Xin sĩ, Sydney is a city in the southeast of Australia. Sydney là một thành phố ở tây nam của nước Úc. It is the largest city in the country. Nó là thành phố lớn nhất của đất nước. About 5.2 million people live there. Khoảng 5,2 triệu người sống ở đó. There are many nice beaches in Sydney. Có rất nhiều bãi biển đẹp ở Sydney. It is a great place to go swimming and surfing. Đó là một nơi rất là tuyệt vời để đi bơi và ngước sóng. Okay, move to the question. Example: which place has lots of stone bridges? And then you choose A, stone bridges here. Yes, những cái cầu đá. So you choose A, đoạn đầu tiên ha bạn, đoạn A chúng ta có. Okay, move to number one. Which place has nice parks? Nơi nào có những cái công viên xinh đẹp? Rồi công viên chúng ta nhìn thấy nè. There are lots of beautiful parks. So you choose B. Yes, so number one, B. Continue with number two. Which place has the most people? Nơi nào có nhiều người nhất? Rồi, chúng ta nhìn người ha. Đây, ở đoạn A, 1,2 triệu người. Ở đoạn B, 950,000 người. Ở đoạn C, 5,2 triệu người. Như vậy, chắc chắn chúng ta chọn được câu C. Continue number three. Which place is famous for a show? Nơi nào nổi tiếng và những cái buổi trình diễn? Rồi, chúng ta nhìn vào đoạn đầu tiên, chúng ta thấy là đoạn A nè. See the dancing and singing show. Như vậy, chúng ta sẽ chọn được A, right? Number 3, A. Number 4, which place is good for taking a walk? Nơi nào thì chúng ta có thể đi bộ đây? Đi bộ đây. Section B, people enjoy walking or cycling in the park. Như vậy, chúng ta chọn được câu B ở phần số 4. And the last picture. The last sentence, which place is by the sea? So, by the sea, so you have there many nice beaches. So, you choose C, right? Okay, move to the next. Rồi, chúng ta đi vào phần vocabulary, phần từ vựng, kiểm tra lại kiến thức từ vựng của mình nhé. Fill the blanks with words from the unit. The first letter is already there. Number one, I like sitting outside on my balcony when it's hot. Number two, north, east, south, and west are the four cardinal points of the compass. Number three, after eating dinner, I do the dishes. Number four, I live in the countryside. My village is very small. It only has a few houses and one store. Number five, my house has a very big yard. I like playing soccer there with my friends. Rồi, chúng ta chuyển sang phần kế nha, next part. Rồi, chúng ta đi tiếp tục kiểm tra phần kiến thức ngữ pháp của mình. Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line. Rồi người ta yêu cầu mình gạch chân cái chỗ sai và mình viết cái từ đúng vào cái dòng. Number one is done. Câu số 1 đã làm ha. Như vậy ở đây Manchester đang là chủ từ số ít. Vậy câu
Ở chữ A là sai ha bạn, to be are là sai, chúng ta phải dùng to be là is và người ta đã gạch chân và làm cho mình rồi. Now number two, my house have a balcony and a garage. Như vậy sai ở đâu? My house là danh từ số ít, như vậy chúng ta phải dùng là has chứ không được dùng là have. Vậy chúng ta sửa lại, gạch chân và sửa. Number three, I do lots of housework. I clean in the bedroom on the weekend. Như vậy ở đây chủ từ I, cho nên động từ sẽ là nguyên mẫu, thêm in như vậy là sai. Chúng ta gạch chân và chúng ta sửa lại là nguyên mẫu. Number four, do your family have a car? Như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy này, your family đang là chủ từ số ít. Vậy chúng ta sẽ mượn trợ động từ does để hỏi chứ không được mượn do để hỏi. Vậy chúng ta sửa lại trợ động từ là does. Tiếp tục câu số 5, rõ ràng sai ở trợ động từ mượn câu hỏi cho chủ từ là you sẽ là do, đúng rồi, chứ không phải là does. Vậy chúng ta sai, chúng ta sửa lại là do. Number 6. My sister and I don't making the dinner. Chúng ta đã học điểm ngữ Pháp ở thì hiện tại đơn. Khi đã mượn do does rồi thì động từ là nguyên mẫu. Như vậy động từ make chưa nguyên mẫu, đúng không? Making chúng ta sửa lại thành make. Rồi, câu cuối cùng, there is two seasons, có hai mùa là số nhiều đúng không bạn? Như vậy chúng ta không thể nào dùng to be is ở đây được hết, như vậy chúng ta sẽ gạch chân và chúng ta sửa lại là to be are. Rồi, chuyển sang phần kế nhé. Rồi, chúng ta đi vào phần ôn tập cuối cùng, pronunciation, cách phát âm. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Người ta yêu cầu mình khoanh tròn cái từ mà có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại. Vậy chúng ta sẽ đọc lên và chúng ta phân biệt được từ nào khác nhất thì chúng ta sẽ khoanh tròn nó. Ví dụ đầu tiên đã được làm ha. Number one, sister, his, police, six. Như vậy ở đây chúng ta khác biệt ở police, chúng ta khoanh được câu C. Not continue. Rồi, từ gạch chân ha bạn, chữ cái gạch chân là chữ E, tức là Y của mình đó ha. Rồi, chúng ta đọc lên nhé. Kitchen, vegetable, egg, man. Như vậy tất cả D, C và B đều là âm E. Trong khi từ này chúng ta phát âm là Y, kitchen. Như vậy chúng ta sẽ chọn được câu A. Number 3, cake, A, village, E, make, A, paper, A. Như vậy khác biệt ở câu B, village. Number 4, you have birds, a, fun, a, sunny, a, busy, E. Như vậy khác biệt ở câu D. Number 5, women, E, spring, gym, y, ski, y cũng nhưng mà là y dài. Cũng y đúng không các bạn? Nhưng mà y dài, ski, như vậy nó khác biệt ở câu đi. Ha? Những cái từ này đều là y ngắn hết. Trong khi từ ski là y dài, chúng ta kéo dài ra, như vậy nó khác biệt. Và câu cuối cùng, number 6, machine, dinner, fish, singer. Như vậy chúng ta thấy khác biệt rõ ràng, cũng ở đây là y dài. Như vậy chúng ta sẽ chọn nó, trong khi những từ còn lại là y ngắn. Chúng ta đọc nó ngắn thôi ha. Như vậy nó khác biệt và chúng ta sẽ chọn nó. Rồi, như vậy là chúng ta đã tóm tắt xong cái phần nội dung của bài số 1 mà chúng ta đã học. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục sang phần số 2, bài học số 2 ha các bạn. Rồi, cô chào tạm biệt các bạn.